bà tần bằng thầm mà tivi số một group bằng phone nó là bản đa sản phẩm YouTube Facebook các ngày tham gia sọc cả sợi mà còn tham gia ngành em bằng thầm bàn mà nó vật nó chờ pi còn được số thay trang anh là ngà đa học anh chẳng anh bằng thầm và nấu cho không một vật đấy nhà chẳng anh bằng thầm nó bằng ôn dân cho là học nông để mấy test là mời trang là ngà đa học chẳng anh bằng thầm mà xong cho nhà complete chơi chạy chơi lại chơi surprise mấy tập tua nó video tham gia và đã xong mà cũng mặc nè nên chỉ phải hiểu vật đã nấu chờ pi mà vật nấu chờ pi. Qua ngày bông thơm mà tôi xin chào tất cả các bạn yêu mến kênh. Hôm nay bông thơm lại cập nhật tiếp tục ghe ngô chùa Cần Giờ 2. Bữa nay thì nghệ nhân chính thức lên quán Bè Dạnh. Thì bông thơm mời tất cả các bạn vào bên trong cùng xem đi bông thơm TV. Đây là dàn tập rất là kiên cố của Cần Giờ 2 các nhà. Thì năm nay được sự thống nhất từ ban tổ chức cũng như sư cũng như và con Phật tử cũng như mà vận động viên đã thống nhất đóng lại một chiếc ghe ngô mới. Thì thôi cũng thơm mời tất cả các bạn vào bên trong ha. Chẳng hình bằng thống mà cho nhau bộ nên cho tập khẳng nông tu sân à cho ruộng bằng ọc nè cầm click chui check chui like chui subscribe nè bày tuôn nó video thamay bà ta chẳng hình xôm ọc quân ọc nè lộ nó thẳng bục bằng bộ nó chia ruộng tu họ trước mặt tất cả các bạn đó là nhà ghe ngô ha. Tại vì cũng thơm mà mời tất cả các bạn vào bên trong nhớ đăng ký để theo dõi tiếp tục. Xin cảm ơn cái nhà mình rất nhiều. Còn đang ở trong rất là nhiều. Xem nghệ nhân danh vũ lên ghe ngô lên quán Bè Dạnh. Chừng này bằng bộ đường chốt này là bằng bộ là mọi trận. Mười trang tục ngồi danh vũ lên đà học. Chừng này cầm click chui chạy chui like chui subscribe bằng thông TV khoan nằm bây tất tuôn ở video thamay. Thật lâu đi bằng bộ chốt mốt khởi nhà chùa lâu có khởi nhà chén là bộ lần bàn cái đà hóc mà bật tèn á hiện tại cái nhà mình cũng nhìn thấy ha qua hai miếng quán nhảy cũng đã bắt đầu đã dựng đứng lên rồi ha đó. Rất là đẹp của người nhà đây. Năm nay là Cần Giờ 2 là hứa hẹn những trận đấu đẹp nhất để đến đem đến cho chùa cũng như bổn sóc ha. Thì do mấy năm nay thì Cần Giờ 2 tập luyện rất là dữ dằn cả nhà. Mà cái năm nó lư sộp nó chờ pi nó bàn hạt bật là đất đón là đời xa tha tu của mình bạn xong mà có phát hạt đừng thấy có phá ra chi đời chấp mình bạn tự tu bàn là chi nè lò thầy cái năm này các bạn lấy chất quân của đội chức khang và thèn các bạn ruông bỏ tụ thầm mây hay cảnh chôi nhà trang tục ngồi danh vũ và mò bỏ chừng thấy thầm nâng sân khâm tha chuột chi phải về mò đó lại phải về mò đó lại chừng thấy bọn thấm có khâm liệt chạy người đó bọn bộ nên ngọt nè tu sân à nào là video bọn thấm TV ngọt nè. Năm nay thì Cần Giờ 2 được đầu tư rất là tỉ mỉ ha. Giờ nghệ nhân danh vũ là cũng là một nghệ nhân có tiếng tâm ha. Đó, thì bổn thơm cũng hy vọng năm nay Cần Giờ 2 sẽ đem đến cho bổn sóc coi như cho chùa cho quê hương của mình những trận đấu đẹp nhất trên dòng sông Match Pedro 2024 năm sắp tới đây. Đó, hiện tại thì bà con cũng đến rất là nhiều ha để xem thợ lên quán Bè Dạnh đó. Gọi thêm là quán nhảy ha, rất là đẹp luôn. Còn đây là chiếc ghe cũ nha, đắp lại phần đầu. Năm nay thì tham gia không có thành tích, cũng không có được tốt ha, nên thì chụp chắc. Năm mà bị bọn phải bay nên có phải chi đây, hình bản chụp chi. Lâu đôi bọn quân khơi cái đà hoặc lần hơi oi. Chắp nó ha, cái đà men xạp phải vừa xuống quất á, chèn chơi chắp nó. Lâu cái nào đó đặt ba lại lần công lệnh kênh ra học thức phải chỉ chích hơi đây. Rất là đẹp hết cả nhà, nhìn là phom tướng rất là đẹp. Thì dáng nó cũng đã khô thì nghệ nhân đóng rất là mau cả nhà. Thì còn bây giờ lên Bè Dạnh xong rồi thì còn có lên một số công đùi nữa coi như là đẹp. Hiện tại là thợ đang mà cắt bỏ một mớ phần quán ha, nó bị dư nhìn
hình tướng form dáng đồ rất là đẹp ha. Cần giờ hai này nói Sóc Trăng này vận động viên Cần giờ hai này luyện tập cũng rất là bài bản, rất là kỹ đấy cả nhà. Lưu số nó không là khang Sóc Kleng á, tí cái đồng Kleng khác Kleng xong to. Lưu số chậm đọc nói chơi thầm mấy nó ca hạt bắt đắn lắm, bắt đắn lắm. Vì bực mà nó nghèo nó cả lời ngoài hạt hay ngay xíu là hạt ta. Hay nằm đi bàn tụ thầm mấy hay bàn chàng lại là bậy nó không Sóc Trăng nó đi gần nó chết. Thế thì để cụ lòng nó là chàng anh dũ nó bỏ, cô là bậy đây, chẳng hay cả sân khâm là lòm nom lép nom chi một đó là khuôn sọc á. Năm nay thì cũng được thợ nổi tiếng đóng đồng bằng sông Cửu Long này là Danh Vũ, thì hy vọng là sẽ đem đến vinh quang cho bổn sóc, cho chùa Cần Giờ hai. Thì cũng thơm cũng cập nhật chút chút về các đội ghe để cho tất cả các bạn mình xem á. Cũng như chùa Bốn Mặt thì nghệ nhân Quỳnh Rớt, Châm Pa thì nghe nói thì thợ Danh Lâm thì cũng chưa có đến. Thì năm nay thì dưới Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng thì thợ nhà chú Phon nhưng cùng con cháu tự đóng luôn đó. Trước mắt là thấy hai ba thợ đó cả nhà ha. Hôm nay các bạn bốn bạn tôi sẽ là tiền phòng thông TV nó khơi nhà bạn bày buôn chen ấy. Chàng bông bóng ôn bông tố sản ánh chỉ chàng tục ngô dân vụ. Thì chàng bò nó không bè bồn bà phẹt nâng chàng quỳnh rớt nó khẳng cầm bồn xo kiên giang đây. Thì qua Châm Pa có chàng tục ngô dân lâm đây. Thì đầm bớt thì chàng tục ngô dân vụ nằm nâng tục thăm ấy khuyên bàn sẽ đọc tục đây chàng bông thăm ọc quân bông ôn dân ọc nè. Hãy complete chui check chui like chui subscribe phong nằm bây tựa nó video thamay thì thôi bốn thơm xin tạm dừng ha, xin hẹn lại các bạn audio video tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều.